năm 2013 đó, cái chỉ số NUPL này chạm vùng màu xanh dương hai lần, không phải một lần mà hai lần, mà lần đầu tiên chạm đó là các bạn thấy được đây là cái thời điểm hồi tháng tư của năm 2013 và cái lần thứ nhì chạm vào là tháng 11 của năm 2013. thì lúc mà chạm vào lần đầu tiên đó đã giá cả xoay quanh 160 đô, nhưng mà sau đó giá cũng đã có sự đi xuống, các bạn thấy được là đi xuống từ cái mức là 160 đô xuống khoảng chừng là 70 đô, 60 đô, có nghĩa là đi xuống cũng khá sâu đó đi xuống khoảng chừng là 60 mấy phần trăm nhưng mà sau đó các bạn thấy được giá lại tiếp tục có sự tăng trưởng và chúng ta lại chạm vào cái vùng màu xanh dương này thêm lần thứ nhì và lúc này giá đã lên tới 1118 có nghĩa là nếu như các bạn mà thoát ra tại vì chạm vào vùng màu xanh này lần đầu tiên khi mà giá khoảng chừng là 160 đô, 200 đô thì lúc đó các bạn đã mất đi cơ hội nhưng năm lần vài tháng sau đó khi mà chúng ta thấy là từ tháng 4 đến tháng 11, 7 tháng sau đó lại có một đỉnh mới được tạo ra. Nhưng mà sự thật thì các bạn thấy được là khi mà chạm vào vùng màu xanh dương này lần đầu tiên thì chúng ta cũng đã có một cái sự điều chỉnh giá đi xuống cũng khá sâu. Chỉ số này vẫn có hiệu lực nhưng mà chúng ta làm sao biết được là năm 2021 này có như vậy hay không lỡ như mà chúng ta thấy chỉ số này tăng quá nhanh chạm vào vùng màu xanh dương thì có khi nào sẽ như năm 2013 điều chỉnh xuống khoảng chừng là 67% sau đó chúng ta lại thấy cái sự tăng vọt rất nhanh để mà lập đỉnh mới đây là điều mà thương nghĩ là không ai trả lời được nhưng mà chúng ta có thể là xem xét một số những cái tài liệu khác song song với cái tài liệu nupl này như là các bạn thấy được chúng ta phải nhìn vào những cái tài liệu như là chúng ta nhìn vào RHL đi thì đây cũng là một cái chỉ số cho các bạn thấy được là mỗi lần mà đi vào cái dùng màu đỏ này thì đó là cái dấu hiệu là bắt đầu đỉnh đã được tạo. Các bạn thấy được đây là sự thật của năm 2013. Khi mà cái đường màu cam này chạm vào vùng màu đỏ thì các bạn thấy giá nó đã có cái sự điều chỉnh đi xuống và đi vào mùa đông. Và năm 2007 cũng vậy khi mà chạm vào thì các bạn thấy được là cái đường màu cam này nằm trên dù màu đỏ là từ ngày 3 tây tháng 12 cho đến ngày 18 tây tháng 1 Và sau đó giá đã, đã có sự điều chỉnh rất là mạnh và chúng ta bước vào mùa đông Bây giờ các bạn thấy được là chỉ số này chỉ là khoảng chừng 2 phần 3 con đường mà thôi Vẫn còn một khoảng cách, đây cũng là một chỉ số chúng ta quan tâm đến Và kế tiếp đó chính là cái chỉ số Pumotable Thì cũng tương tự các bạn thấy được là mỗi lần mà chúng ta thấy là cái đường màu cam này chạm vào dùng màu đỏ đó là dấu hiệu nhưng mà các bạn thấy được là chỉ số này cũng gặp cái trường hợp tương tự như là NUPL nó quá nhạy cho nên khi mà chúng ta thấy được năm 2013 đó thì đã chạm vào cái dùng màu đỏ này hai lần là đánh dấu hai cái đợt tăng trưởng các bạn thấy được đầu tiên mà chúng ta mới vừa nói tới uh, lên tới khoảng chừng là 160 200 đô và lần thứ nhì là lên tới là hơn 1000 đô. Thì nếu như các bạn chốt lời lần đầu tiên thì sẽ bỏ lợi cái đợt tăng trưởng thứ nhì. Đây cũng là một cái biểu đồ có cái sự tương tự như là cái biểu đồ R -Hodler không có bị chạm vào vùng màu đỏ này hai lần thì các bạn thấy được là cũng tương tự chúng ta không muốn cái đường màu cam này chạm vào vùng màu đỏ đây chính là cái tài liệu market cap to thermal cap ratio tài liệu này thì nó chuyên về cái số lượng liên quan đến thời đào hơn nhưng mà cũng hoạt động tương tự chúng ta không muốn thấy cái đường mà màu cam này chạm vào vùng màu đỏ tại vì đó là cái dùng mà coi như đã đánh dấu cái sự tăng trưởng của đợt này thì ngoại trừ bây giờ thì ngoại trừ cái tài liệu liên quan tới NUPL đây là một tài liệu rất là nhạy thì tài liệu này là tài liệu duy nhất mà chúng ta thấy đã gần có dấu hiệu đỉnh và thường đã chia sẻ với các bạn nên thường không ai nào biết được là năm 2021 này có lập lại như là năm 2013 khi mà chúng ta có cái đỉnh hai lần của năm 2013 hay là không cho nên chỉ có cách là khi mà chúng ta thấy cái tài liệu này chuyển qua cái màu xanh dương lần đầu tiên thì thường phải có một kế hoạch chốt lời và có thể thường chỉ chốt 50% mà thôi còn lại sẽ thường sẽ giữ tại vì chúng ta không biết được là chúng ta sẽ có cái định kế tiếp hay không trong thời gian chỉ có vài tháng sau đó đây là điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới cái tài liệu classno chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái tài liệu khác đi sau đó chúng ta mới nói về một số những cái thay đổi có thể là nhiều người nghĩ là có thể là cái đợt này chúng ta không nên không nên chú tâm quá nhiều đến những cái chỉ số này tại vì đợt này sẽ có một số điều khác biệt thường sẽ chia sẻ thêm một lát nữa về cái vấn đề này Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái chỉ số để Thuận chia sẻ với các bạn Chỉ số liên quan tới những cá voi Thuận mới vừa refresh crypto khoan lại thì để Thuận zoom vào Thì gần đây các bạn thấy được là cái hoạt động của cá voi trên những cái sàn đó không có nhiều Khi mà chúng ta nói tới Bitcoin các bạn thấy được là Tài liệu ngày 15 tháng 2 thì cái số lượng Bitcoin được nạp lên trên sàn chỉ có 34% là đến từ cá voi mà thôi. Có thể nói là cá voi trong cái thời gian gần đây từ cái thời điểm là cuối tháng 12 tới bây giờ là hoạt động rất là thấp khi chúng ta nói tới là nạp đồng Bitcoin lên sàn để mà bán. Các bạn thấy được là cái lần cuối cùng mà có nhiều Bitcoin được nạp lên sàn để bán từ cá voi đó. đó. chính là ngày 12 tây tháng 12. Lúc đó 80% của cái số lượng Bitcoin nạp lên trong sàn là đến từ những ví cá voi rồi, những cái ví mà có nhiều Bitcoin. Chúng ta bây giờ hãy nói về cái tài liệu liên quan tới Coinbase Premium Index. Đây là cái sự so sánh giữa cái giá trên sàn Coinbase Pro và cái giá trên sàn Binance thì tại sao chúng ta lại phải so sánh cái giá trên sàn Coinbase Pro với cái giá trên sàn Binance thì cái lý do rất là dễ hiểu lý do là tại vì bây giờ những cá voi chủ yếu mua là mua ở trên sàn Coinbase Pro hiện bây giờ cho nên chúng ta mỗi lần mà thấy giá ở trên sàn Coinbase Pro đột ngột có cái sự chênh lệch cao so với giá của sàn Binance đó, có nghĩa là chúng ta thấy được có rất nhiều cá vôi đang mua cho nên chúng ta thấy được là hiện bây giờ thì cái sự chênh lệch không phải là dương mà là âm tôi thì nói là tài liệu mới nhất cho các bạn thấy được là cái sự chênh lệch đã xuống 39,57 có nghĩa là các bạn thấy được là bây giờ thì giá của sàn Binance cao hơn là giá của sàn Coinbase có nghĩa là chúng ta không thấy dấu hiệu là những cá voi thu mua ở thời điểm bây giờ đó không phải là cái sự thật chúng ta không thấy những cá vôi thu mua cái lần cuối cùng mà những cái vôi thu mua mạnh đó đó chính là ngày 11 tháng 2 và ngày 12 tháng 2 mới đây gần đây chúng ta không thấy cái hiện tượng cá voi thu mua bitcoin diễn ra ở trên sàn Coinbase Pro đó cũng có thể là lý do tại sao mà chúng ta thấy là bitcoin muốn phá 50.000 đô nhưng mà lại không phá được trong hiện đây tại vì chúng ta trên căn bản không thấy nhiều cá voi đang thu mua bitcoin ở thời điểm hiện bây giờ kế tiếp thì chúng ta hay nói tới bây giờ thì những thời đạo có bán nhiều hay không thực ra mà đã thường đã chia sẻ với các bạn ở đầu video về cái tài liệu mới nhất của Lasno thì rất là phù hợp với lại tài liệu chúng ta nhìn thấy ở trên crypto khoan đây là hai thông tin uh, của hai công ty khác nhau nhưng mà các bạn thấy được là tài liệu vẫn là tài liệu các bạn thấy được là từ cái thời điểm là ngày 10 tháng 2 cho tới bây giờ thì thời đào những chỉ số này là dưới con số 2 và các bạn thấy được là trên con số 2 có nghĩa là những thời đào đang bán mạnh bây giờ thì thời đào không phải là một đơn vị bán mạnh chúng ta cũng đang nói tới là đơn vị mà đang có xu hướng bán bây giờ là những người mà đã có lời và dựa theo liệu on chain là những người mà mua ở cái dùng khoảng chừng là 12.000 đô thì đến hơn trả trở về coi là 12.000 đô là những người đó là mua gần đây nhất cái giá 12.000 đô là khi nào để chúng ta trả về cái thời điểm là 12.000 đô đi thì 12.000 đô này là cái thời điểm mà khoảng chừng là tháng 10 của năm 2020 tháng 10 cho tới bây giờ thì chúng ta thấy là tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 khoảng chừng 4 tháng qua những người mà bán bây giờ những người mà đã có lời trong vòng 4 tháng qua dựa theo tài liệu on-chain thì bây giờ các bạn có phải là một những người đó hay không thì hãy comment bên dưới Chúng ta bây giờ hãy nói về một tài liệu khác nữa Đó chính là cái số lượng Bitcoin trên sàn Thì chúng ta cũng đã nói nhiều về tài liệu này rồi Chúng ta cũng sẽ không đi vào quá sâu Nhưng mà các bạn thấy được rất rõ ràng Khi mà chúng ta nhìn xa hơn Thì khi mà cái đường màu đỏ này Có nghĩa là cái số lượng Bitcoin trên sàn Đang từ từ biến mất đi Tại vì người ta mua xong người ta đem Bitcoin ra khỏi sàn Thì cái đường màu đen này có sự tăng trưởng Đương nhiên các bạn thấy được là cái nguồn cung giảm Nguồn cầu cũng vậy hay tăng Thì giá cũng sẽ tăng đây là tài liệu liên quan đến Bitcoin Ethereum thì chúng ta thấy được là cái đường màu đỏ này Có nghĩa là cái số lượng Ethereum trên sàn đó vẫn đang tiếp tục được thu mua Và đem ra khỏi sàn một cách rất là mạnh Các bạn thấy được là cái tốc độ đi xuống của cái đường màu đỏ này Bây giờ cũng không kém gì ở cái thời điểm mà cách đây vài tháng hồi tháng 8 Cho nên tôi vẫn nghĩ là bây giờ Ethereum vẫn là một trong những đồng mà đang được thu mua rất nhiều và giá cả cũng đã có sự tăng trưởng mặc dù là chúng ta thấy được giá chưa có sự đột phá như là Bitcoin khi mà phá đỉnh cũ và nhiều bạn bây giờ thì cũng hỏi thùng là tại sao cho tới bây giờ vẫn chưa thấy Ethereum có cái sự đột phá về mặt giá cả thùng cũng không biết là tại sao đối với thùng bây giờ Ethereum vẫn là một trong những đồng mà thùng thu mua thường xuyên tuy là bây giờ chú tâm vẫn là chú tâm vào đồng Cardano ở trường hiện tại nhưng mà Ethereum vẫn là một chuyên đồng mà Thuận rất là quan tâm và vẫn tiếp tục thu mua và Thuận vẫn nghĩ là giá Ethereum bây giờ đối với Thuận thôi thì là một cái giá rất là hợp lý và rất là rẻ tại vì Thuận đầu tư rất lâu dài đương nhiên mỗi bạn thì đều mỗi có cái suy nghĩ khác và chúng ta nhìn vào một cái tài liệu khác nữa Đi ngoài tới Ethereum Thì Ethereum bây giờ tổng số lượng Ethereum tham gia vào staking Đang được nạp vào Ether 2.0 rất là nhiều Và cái số lượng Ether này đó có nghĩa là những người này Có lòng tin rất mãnh liệt vào sự phát triển của Ethereum Cho nên họ không sợ Tại vì đưa Ethereum vào mạng lưới Ether 2.0 bây giờ thì không rút ra được Không có trade được, không làm gì hết, không bán được Các bạn phải để yên ở đó Trên khi nào mà có cái phiên bản ít nhất là Ethereum 2.0 phiên bản 1 hay là 1.5 Lúc đó chúng ta mới có thể thấy những đồng Ethereum được rời khỏi và sử dụng Có nghĩa là đưa vào là một chiều mà thôi, không thể rút ra được Cho nên những người nào mà tham gia vào staking bây giờ là những người mà có lòng tin rất mãnh liệt vào mạng lưới Ethereum Tại vì có thể là hơn một năm sau mới có thể rút ra được Và con số là 3 triệu Ethereum này thì cái phần trăm là bao nhiêu Thì con số 3 triệu Ethereum là khoảng 2,69% của tất cả Ether ở trên thị trường hiện bây giờ và nói tới Ethereum đó, thì chúng ta thì được là cũng có một cái thông tin liên quan tới một cái half fork sắp tới của Ethereum 2.0. Thì half fork này chủ yếu là để mà giải quyết những cái vấn đề liên quan đến là hiện bây giờ thì những người mà đang stake mạng lưới của Ethereum mà chạy cái phần mềm staking đó khi mà giả sử như là internet của họ là không ổn thì có thể là họ bị phạt tại vì các bạn thấy được là các bạn muốn staking thì các bạn phải có máy móc và phải chạy cho ổn ở trên mạng lưới chứ không thể nào mà lúc online lúc offline thì cái cập nhật này là phần lớn là sẽ chú tâm vào chỉnh lại là khi mà các bạn có một cái mạng lưới mà không có được ổn giống như là online offline liên tục đó thì sẽ bị phạt bao nhiêu thì tùy theo dựa theo bài viết này của Contact Graph đó, thì một người nếu như mà giả sử như là bị offline mỗi lần là vài phút nhưng mà cộng lại khoảng một chừng một tiếng đồng hồ thì sẽ bị phạt ít hơn là một người mà offline một tiếng liên tục nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn chưa biết là cái hard phút này chừng nào mới có Chỉ là bây giờ đội Ethereum đang chuẩn bị cái hard phút này Và ha fork chỉ là một cách để mà cập nhật mà thôi Chứ không phải là hard phút này sẽ có đồng mới Như bạn thì luôn nghĩ là mỗi lần ha fork là sẽ có đồng mới ha fork chỉ có đồng mới khi mà có cái sự chia chuỗi mà thôi Nếu như không có sự chia chuỗi, nghĩa là không có sự bất đồng cho mạng lưới Thì sẽ không có đồng mới Thường là ha fork chỉ là một cách để mà cập nhật mà thôi Và mạng lưới Ethereum đã ha phút rất nhiều lần